Mến chào cô chú anh chị em và các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog. Hôm nay á, mình chia sẻ cách làm món sườn đông chay sốt mắm me. Sốt sần sệt như thế này, áo lớp ngoài của sườn đông chay vừa đủ thấm, giữ được độ giòn, ăn với bánh mì hoặc ăn với cơm trắng ngon lắm luôn các bạn. Rồi cô chú anh chị em và các bạn thấy thích món sườn đông chay sốt mắm me này thì mình mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện chế biến món ăn chay hôm nay. Để làm món sườn đông chay sốt mắm me thì ở đây mình có 6 miếng sườn đông chay đã ngâm nở ra như thế này, giờ mình xả rửa vắt ráo. Xả rửa trong nước rồi mình cho vô cái túi vải này mình bắt cho thật là ráo nước. Vắt ráo nước rồi cắt miếng vừa ăn, cắt miếng xéo như thế này hoặc là cắt theo sở thích gia đình ha. Cắt xong sườn non chay rồi, tiếp đến đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái chảo dầu rồi, mình cho cái sườn đông chay vô mình chiên trong lửa trung bình. Lần đều rồi trở qua trở lại cho giòn rụm giòn khấu luôn ha cô chú anh chị em và các bạn. Khi cái sườn đông chay vàng đều như thế này á, thì mình dặn lửa lớn lên chút cho xả cái dầu ra ha. Và đồng thời cái món sườn đông chay này á, hút dầu rất là dữ luôn à. Mình chiên á, mình dùng hai cái kẹp này mình dắt bớt cho ráo dầu ha. Rồi mình cho ra cái rổ giấy thấm dầu này nè. Bạn nào thích ăn cho béo thì mình khỏi cho giấy thấm dầu cũng được. Lâu lâu mình cũng ăn cái món ăn có nhiều dầu một chút cho da dẻ bóng bẩy ha. Rồi tiếp tục chiên cái sườn non chay cho tới hết. Sau một hồi mình chiên cái sườn non chay thì cái chảo dầu cũng gần như hút hết luôn ha. Chính vì vậy mà mình hay chế biến cái sườn non chay này thành vịt chay rồi heo quay chay cũng như là các món chay giả mặn kết hợp với bột và tàu hũ, thì khi mà mình quay sẽ không có hút dầu giống như là mình ăn cái món sườn đông chay này không. Khi mà mình chiên không như thế này thì hút rất là nhiều dầu luôn, đó là sự thật không chối cãi được. Và cái sườn đông chay này là tùy theo cái hãng sản xuất ha, có hãng thì sản xuất từ đậu nành, có hãng thì sản xuất từ bột lúa mì. Thì cái sườn đông chay này mình sử dụng là 100% từ bột lúa mì nè, nên là ăn cũng rất tốt cho sức khỏe. Chiên nó giòn rụm như thế này nè, để qua một bên. Rồi mình sử dụng đây là 20g me, cho nước sôi vô rồi mình dầm để lấy cái cốt me, rồi mình lược lấy cái nước me nè, cho vô cái rây này mình dầm lấy hết luôn cái cốt me, lược cái nước me lại lần nữa, nhiều khi có cái cát lóng ở dưới đáy tô không ha. Cho lại cái nước cốt me vô cái tô lớn này, pha nước sốt cho dễ. Nêm vô phần 6 muỗng ăn canh muối, phần 6 muỗng lưng nè, một chút xíu cái đầu muỗng như thế này thôi ha, 1/5 muỗng canh bột nêm chay. Bạn nào có ăn bột ngọt thì nêm thêm bột muỗng canh đường phèn. Ngoài ra cái gia vị này các bạn nêm theo khẩu vị gia đình. 1/5 muỗng canh dầu hào chay, một chút tiêu xay, nửa muỗng canh tương ớt. Bạn nào không ăn được cay thì mình cho cái tương cà, chủ yếu cho tương ớt và tương cà cho màu đẹp. Ở nhà bạn nào mà có sẵn cái ớt sa tế này nè thì mình cho vô một ít, cay cay ăn rất ngon. Cái sa tế này mình tự xào từ trái ớt tươi tại nhà nè, mình cho vô hơn nửa muỗng cà phê
bạn nào chưa xem cái công thức làm ớt sa tế này á, mà quan tâm đến công thức thì đi vào phần mô tả mình ghim đường link các bạn click vào xem ha. Rồi sốt mắm mê nên điểm chính là nước mắm, mình cho vô một muỗng canh nước mắm. Rồi khuấy cái sốt sơ sơ, chút nữa mình cho vô mình nấu thì sẽ tan cái đường phèn. Tiếp đến đập dập 5 đến 10 gram hành ba rô băm cho nhỏ. Bạn nào ăn chay mà không có cửa hành tây á, thì mình cắt vô 50 gram hành tây. Mình xào cái nước sốt sẽ rất là thơm và rất là ngọt. Đồng thời cái hành tây này khi chín tạo cái độ dẻo sền sệt thay cho bột, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Rồi ăn được cay thì mình cắt thêm vô vài cái lát ớt. Mà không ăn được cay cũng cắt vài lát ớt luôn. Chút nữa mình trang trí lên cái dĩa sườn đông chay sốt me cho. Rồi sơ chế xong hết phần nguyên liệu rồi quay trở lại cái chảo hồi nãy mình đã chiên sườn đông chay á, mình sử dụng luôn. Dầu nóng rồi mình cho cái hành ba rô vô trước, mình phi cho dậy mùi thơm. Hành ba rô dậy mùi thơm rồi mình cho cái hành tây vô. Cho hành tây mình tiếp tục xào cho cái hành tây này chín tới dậy mùi thơm. Rồi hành tây chín tới ngã màu vàng dậy mùi thơm phức rồi á, mình cho cái nước sốt me vô. Đó. Wow, quá xa cái chảo sốt thơm lắm các bạn. Món sườn đông chay sốt mắm me theo cách này hào cơm lắm luôn. Cô chú anh chị em và các bạn mình làm món này nấu thêm gạo kiểu thiếu cơm ha. Rồi cái sốt sôi tan đường rồi thì các bạn nếm lại xem vừa khẩu vị gia đình mình chưa, thì mình nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình. Đối với mình thì chua chua nên là mình cho thêm một muỗng cà phê đường cát nữa. Lưu ý là sườn sệt lại như thế này chứ nếu như mà lỏng quá thì mình cho vô cái sườn non chay sẽ xìu lại mất độ giòn ha. Rồi mình tắt bếp rồi nhắc cái sốt này xuống cho nguội đi cái đã. Rồi cái chảo sốt đã nguội lại rồi nè. Là cho cái phần sườn đông chay vô. Sườn đông chay này thì vẫn giữ cái độ giòn khấu luôn nè. Đó. Mình mới chan cái nước sốt me vô. Thơm lắm các bạn. Món này đảm bảo rất là hao cơm luôn. Rồi mình mới trộn lên nè. Cô chú anh chị em và các bạn thấy mình chia sẻ cách làm món sườn non chay sốt mắm me này ngon á, thì tặng cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem video thì chia sẻ cho các bạn cùng xem để cùng ứng dụng làm món ăn chay ngon. Và thấy mình chia sẻ món ăn chay này ngon á, thì để lại bình luận để mình có động lực sáng tạo nhiều món ăn chay mới ngon hơn nữa ha. Rồi mình trộn cái sốt vừa phải như thế này là được nè, đừng có trộn nhiều quá thì sẽ mất đi cái độ giòn. Khi mình ăn thì mình cho cái sốt này ra ngoài chén, mình chấp thêm hoặc là sốt. Rồi mình dọn ra dĩa trang trí thêm mấy lát ớt vô nữa là ăn cơm thôi các bạn ơi. Rồi sau khi mình dọn cái sườn non chay ra dĩa, mình trang trí thêm vài lát ớt lên nhìn cho hấp dẫn. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn cách làm món sườn non chay sốt mắm me đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món sườn non chay sốt mắm me này ăn ngon miệng.
Món ăn chay hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới. Mình tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.